Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nền kinh tế, một số doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với các tập đoàn hoặc quỹ đầu tư lớn để tìm giải pháp tăng trưởng. Vừa qua, tập đoàn New Life Group Việt Nam đã tiến hành ký kết sáp nhập với quỹ đầu tư SB Capital Management Hoa Kỳ, đồng thời trao chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông lớn của công ty tại Việt Nam. Với nỗ lực tăng cường quy mô và mở rộng thị trường, thương vụ hợp tác giữa hai bên đã hoàn tất với giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, giúp tập đoàn đầu tư New Life có thêm cơ hội để phát triển mạnh mẽ thị trường bất động sản, công nghệ thông tin, dịch vụ giải trí, hứa hẹn tạo ra nhiều việc làm và tăng trưởng doanh thu.